lồng cổ hương yên bán giá 100 triệu đồng. Vừa mới đây, một tổ chức liên hiệp hợp tác xã tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công phiên đấu giá nông sản Việt, với nhiều loại trái cây được trả giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Được biết, đây là lần đầu tiên các sản phẩm nông sản Việt Nam được đưa ra bán đấu giá. Theo đó, các loại đặc sản trái cây vùng miền ở nước ta đã thiết lập một kỷ lục mới về giá bán. Tại phiên đấu giá, 6 quả na chi lăng đã được khách mua với giá 100 triệu đồng, 6 quả xoài cát giá 100 triệu, một bó nhãn lồng cổ hương yên giá 100 triệu. Hai quả bưởi da xanh giá 120 triệu, 6 quả thanh long giá 100 triệu và một chùm 8 quả bưởi đường lá cam cũng được khách chi 130 triệu để mua. Nhà tổ chức phiên đấu giá này cho biết, việc chuẩn bị các loại vật phẩm như sim điện thoại, đồ cổ, sản phẩm rát vàng, bán với hình thức đấu giá để làm từ thiện đã khá phổ biến và không còn xa lạ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các loại trái cây quen thuộc như nhãn, thanh long, bưởi, xoài tham gia đấu giá và được định giá trăm triệu. Điều này cũng giúp gợi ra một hướng mới cho việc nâng cao giá trị nông sản Việt Nam, những vị khách trả giá cao nhất để sở hữu các nông sản đặc sản này cho biết, việc họ quyết tâm trả giá thật cao các sản vật có hai ý nghĩa lớn, số tiền này sẽ được sử dụng vào mục đích từ thiện, góp phần vào việc tôn vinh những sản vật Việt Nam. Kết thúc phiên đấu giá, ban tổ chức đã thu về 650 triệu đồng từ hoạt động đấu giá số nông sản trên. Đại diện ban tổ chức cũng chia sẻ việt nam có thế mạnh về sản xuất nông sản nhưng còn thiếu các sàn giao dịch và những nơi tập trung để có thể đấu giá nâng cao giá trị nông sản trước khi phân phối đi các nơi trong đó có cả xuất khẩu nếu tổ chức được sàn và hoạt động đấu giá sẽ góp phần nâng cao hình ảnh và giá trị của nông sản việt trên thực tế hình thức đấu giá các sản phẩm nông sản không còn xa lạ ở nhật bản hàng năm vẫn diễn ra các phiên đấu giá trái cây để tôn vinh tâm huyết và giá trị những món nông sản mà người nông dân làm ra